xảy hữu cơ mà xảy ra trong đất thì cái chuyện trước tiên thì bà con mình phải là ngăn chặn. Cái bài thuốc đầu tiên là mình phải ngăn chặn đừng cho cái độc chất này xảy ra. Bây giờ đối với phèn thì cái giải pháp hay nhất là bà con đừng để cho cái ruộng của mình nó bị khô mà đất nó nứt nẻ. Bởi vì không khí mà chung xuống sâu như thế này thì cái phèn mà gọi là tiềm tàng bên dưới á, nó sẽ biến thành ra cái thẻ phèn hiện tại. Khi vô nước một cái là phèn nó trồi lên và gọi là xì phèn. Nhưng mà cái này cái vụ hè thu thì chúng ta cài ải rồi phơi đất thì chắc chắn rằng cái điều này thì cũng hơi khó. Còn đối lại với cái độc chất mà hữu cơ đó thì bà con biết là nó sản sinh ra là khi chúng ta cài dùi rơm rạ, cái chúng ta đưa nước vào ngập rồi sau đó là canh tác lúa liền, thì như vậy đó là độc chất hữu cơ nó sẽ sản sinh ra. Bây giờ là muốn hạn chế cái này thì chúng ta phải cài dùi rơm rạ vào trong đất nhưng mà đừng cho ngập nước, phải để cho đất thông thoáng như vậy để cái sự phân hủy rơm rạ trong điều kiện nghĩa là không ngập nước thì nó không sẽ tạo ra độc chất hữu cơ mà còn tốt cho đất nữa. Nhưng mà cái điều này nhiều khi bà con lại cũng không làm được là do thời vụ có gặp rập. Thì nếu như mà thời vụ mà cho phép thì bà con áp dụng hai cái như vậy thì chúng ta sẽ ngăn chặn được độc chất phèn, độc chất hữu cơ. Bây giờ nếu mà không làm được tiếp, không làm được nữa thì chúng tôi sẽ sang cái bài thuốc thứ hai, tức là vừa né. Có nghĩa là bây giờ mình ngăn chặn không được rồi thì mình phải né thôi. Như thường hay tôi nói đó, nếu như mà có phần tử nào đó mà bây giờ có thể là thường hay bộc lộ hành vi xấu thì chúng ta ngăn chặn đừng cho cái hành vi xấu đó bộc lộ ra. Nhưng bây giờ ngăn chặn không được thì thấy bộc lộ ra hành vi xấu thì thôi ổng đi đường này mình đi đường này mình né đi. Thì trong cái canh tác lúa bây giờ né độc chất phèn, độc chất hữu cơ là chúng ta phải né bằng cái thời vụ. Mà bà con biết rằng ông bà mình nói cái câu là nhất thì nhì thục, thì là thời vụ, thục là làm đất. Bây giờ làm đất nói gì nói anh giỏi gì giỏi mà anh không có sử dụng cái thời vụ tốt là anh đã mất đi một cái vũ khí rất là lợi hại. Thì bà con biết là bây giờ nếu mà độc chất phèn, độc chất hữu cơ nó đang diễn ra như vậy thì chúng ta phải lùi cái thời gian xuống giống lại. Nhất là cái độc chất hữu cơ. Bà con thấy là nếu như chúng ta xuống giống để có cái thời gian mà cài dùi rơm rạ để cho nó phân hủy ở trong đất xong rồi khoảng 15-20 ngày sau chúng ta mới xuống giống thì rất là tuyệt. Còn nếu như độc chất phèn nó xảy ra rồi bà con cho ngập nước trong vòng 15 ngày rút nước ra thì như vậy là phèn nó cũng giảm đi rất là nhiều. Thì ta dùng cái biện pháp né là thời vụ. Nhưng mà nhiều khi bà con làm 3 vụ lại cũng không né được nữa. Bài thuốc thứ hai như vậy là cũng thất bại. Thì bà con phải chuyển sang bài thuốc thứ ba, đó là hóa giải các độc chất này. Có nghĩa là chấp nhận cái độc chất này diễn ra trong đất và chúng ta đưa cái lúa chúng ta xuống nhưng mà chúng ta phải hóa giải các cái độc chất này mới được. Bây giờ đối với độc chất phèn và hữu cơ bà con hóa giải bằng cách nào? Cái chuyện trước tiên là bà con phải bón vôi. Nghĩa là khi làm đất đó, trước khi mà chúng ta cài sới này kia chúng ta rải đều vôi ở trên mặt đất hết trơn rồi bà con mới bắt đầu tiến hành làm đất. Bị vôi nó giúp cho trung hòa cái độ chua của đất từ phèn hoặc là từ cái axit hữu cơ. Thì sau khi bón vôi làm đất xong, trước khi xuống giống bà con phải dặn cái phân nền bằng cái chất lân. Bởi vì cái chất lân nó có giá trị cái nữa là nó sẽ hóa giải cái độc chất sắt nhôm. Nhưng mà nếu mà ngộ độc hữu cơ đó dùng lân liều cao, tức là cái liều gấp đôi bình thường, thì nó cũng giúp cho cái cây lúa của mình nó chống chịu rất là tốt. Rồi sau đó bà con phải biết cái cách gọi là rửa cái độc chất đó bỏ đi. Tức là sau khi xạ khoảng 15 ngày, hai thời điểm, tức là 15 ngày và 30 ngày sau xạ, bà con chủ động rút nước ra bỏ. Mà muốn rút nước tôi gọi là thay nước mới đó, mà cho nó được hữu hiệu thì bà con nhớ rằng trong nước trong ruộng chúng ta phải đánh nhiều cái rãnh nước bề ngang sau bề ngang dựng gang tay sau dựng gang tay như thế này, mà đánh hơi nhạt chút khoảng 6 thước gì đó chúng ta đánh cái rãnh để khi chúng ta mà rút nước chúng ta bỏ thì đảm bảo trên ruộng của mình không có chỗ nào mà nó có cái gọi là trũng mà giữ nước, bị gì chỗ nào trũng thì chỗ đó lúa mình nó sẽ bị chết, lúa nó sẽ thưa đi. Thì như vậy đó là nếu mà bà con hóa giải được bằng cái cách đó thì tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp cho cây lúa của chúng ta nó phát triển tốt hơn. Và đồng thời bà con phải biết cường lực cho cây lúa. Hồi nãy như trong phóng sự mà khi anh Tưởng nói là anh sợ ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ thì anh Trí anh có nói là anh cường lực cho cái cây lúa đó để cho cái cây lúa như vậy là khi mà đưa nó, hột lúa đưa ra ruộng á, cái rễ nó phát triển thật lè, thật mạnh, nó chống chịu với độc chất phèn hữu cơ, nó bám sâu vào được ở trong đất thì nó mới là khỏe được. Thì chúng tôi có một cái lời khuyên như thế này, trong thời điểm mà cây lúa của mình chống chịu với ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ bà con khoan ở bón phân. Bởi vì khi bà con bón phân vô á, mà cái rễ lúa này bị độc chất, bị gọi là độc chất mà, nó sẽ làm hại cái bộ rễ lúa như thế này. Thì bà con có liện phân xuống đi nữa, nó bắt phân rất là chậm nên bà con thường hay than phiền là sao nó bắt phân chậm quá, chậm rồi bà con lại tiếp tục bón phân nữa.
tới chừng qua cái thời vụ mà tức có mưa xuống, thời tiết mát mẻ, phèn với độc chất hữu cơ được rửa, cái rễ lúa bắt đầu phát triển, thì cái lượng phân nằm ở trong đất này nó quá nhiều rồi. Lúc đó cây lúa như vậy là hút vào, thì ở trên này là lại bị bệnh đạo ôn rồi, nó diễn ra đầy ở bên trên này hết trơn. Thì như vậy rõ ràng rằng là do cái kỹ thuật bón phân của mình đó, bà con mình phải chờ đợi cho tới chừng nào mà chúng ta thấy là cái bộ rễ này nó phát triển bình thường trở lại, thì chúng ta hãy cho nó ăn phân thì nó mới tốt được. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Như vậy là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ đã quan tâm và đã cung cấp cho bà con ba cái bài thuốc để trị được cái mối lo đầu tiên về ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ. Không biết là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh quan tâm điều gì ạ? Với những ý kiến của các bà con nông dân. Cái phần tôi thì tôi trình bày về cái vấn đề sâu bệnh trong cái vỉa hè thu. Thì hồi nãy các bạn nông dân cho biết là hè thu chúng ta gặp rất nhiều vấn đề về sâu bệnh. Thì thứ nhất là cái vấn đề thời tiết. Ví dụ như chúng ta thấy có thời gian nắng rất là nóng, rồi mưa lớn xen kẽ nhau, cho nên cái điều kiện đó rất dễ cho các loại sâu bệnh nó cũng phát triển. Cái thứ hai nữa là gần đây thì chúng ta làm 3 vụ hết, cho nên đầu cái vụ hè thu thay vì chúng ta cài dùi rồi chúng ta phơi đất rồi sau đó chúng ta mới bừa kỹ lại để chúng ta gieo xạ, thì bây giờ đa số là vì cập rập quá cho nên chúng ta không có đủ thời giờ làm ở đó, cho nên vì vậy mà cái đất nó cũng không có phù hợp cho cây lúa nó phát triển cái bộ rễ tốt như là giáo sư Vệ vừa mới trình bày. Và nếu mà chúng ta gieo xạ đồng loạt đó, thì như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà bà con nào mà không có gieo xạ đồng loạt, không có né rầy được thì cũng có một số vấn đề. Cho nên theo tôi á, thì tôi cũng lo nhất là đầu vụ hè thu này cái ốc bưu vàng có khi nó nằm dưới sâu, chúng ta đưa nó lên hoặc có nước là nó lên nó phát triển. Và khi chúng ta lấy nước vào thì những con ốc con có thể nó theo những cái đường nước vào. Cho nên ốc bưu vàng đầu vụ cũng là một cái vấn đề quan trọng. Cái thứ hai là chúng ta thấy con rầy nâu hiện bây giờ thì mật số ngoài đồng nó không cao, nhưng mà vẫn còn có ở ngoài đồng. Chúng ta thấy mỗi tháng vẫn có một lứa rầy vào đèn để từ đó nó có thể đáp trên những ruộng lúa non của chúng ta. Và con rầy này vẫn còn có khả năng truyền bệnh virus dần lùng. Cho nên vì vậy đó cũng là một vấn đề chúng ta rất là chú ý trong cái giai đoạn đầu, 30 ngày đầu của cây lúa sau khi xạ. Hay là bệnh cháy lá, bệnh đậu ôn. Với cái điều kiện mà nắng mưa xen kẽ như thế này thì tôi nghĩ bệnh đậu ôn cũng có thời gian mà phát triển. Còn bà con rất lo con sâu cuốn lá, bởi vì nhìn thấy nó ăn cái lá, nó hại cái lá, cho nên bà con rất là nóng ruột, cho nên nhiều khi phun thuốc sớm quá chứ không cần thiết. Chứ thật ra trong cái giai đoạn 30 ngày đầu thì con sâu cuốn lá nó chỉ hại cái phần lá ở trên thôi, còn cái thân cây lúa nó còn ở dưới mặt đất, cho nên những cái bộ phận mà nó bị tấn công này cây lúa vẫn có khả năng phục hồi được. Cho nên trong vòng mà 30 ngày đầu với cái điều kiện mà gieo xạ không có đồng loạt như hiện nay thì có thể sâu cuốn lá sẽ xuất hiện sớm. Nhưng mà bà con cũng đừng có quá dội phải trị nó, phải theo dõi nó như mà chúng tôi đã trình bày. Tức là khi nào mà nó tấn công với cái mật số gọi là lên đến ngưỡng hành độc. Thường thường người ta nói nếu mà đếm ở trong số mà những lá bị cuốn có vào khoảng cỡ 30 con sâu non còn nhỏ, còn ăn nhiều, chứ chưa phải là nó đã lớn rồi nó hết ăn. Cho nên nếu mà cái mật số đó thì chúng ta mới cần phải xử lý thuốc. Còn nếu không mà chúng ta giữ cho